hello xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của thing pro và ngày hôm nay thì uh, chúng ta lại tiếp nối cái series cập nhật hàng về ngày hôm trước và thực sự hôm trước thì đã có khá khá những cái sản phẩm mới và nổi bật rồi thì không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những sản phẩm gì nữa thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay với bọn mình nhá và các sản phẩm này thì đều đã bán tại hàng thing pro rồi vừa mới về mà mức giá lại còn rất ưu đãi và hợp lý nhân dịp website mới mở bà nữa thì các bạn hãy nhớ truy cập vào đường link mình gắn phía bên dưới video nhá và chúng ta hãy cùng đi thôi Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Dell Latitude 5400 và đối với sản phẩm Dell Latitude 5400 này thì sẽ có những cái điểm cộng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng phải nói đến đó chính là nó mang đến cho chúng ta một cái chất liệu bên ngoài được làm bằng sợi carbon kết hợp với chất liệu nhựa tái chế và rất là thân thiện và bảo vệ môi trường rất là phù hợp với Thời đại ngày nay khi mà chúng ta đang cần phải hành động để bảo vệ môi trường đúng không? Thì việc mua laptop có chất liệu bảo vệ môi trường cũng là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Và với cân nặng khoảng hơn 14 kg thì nó đã nhẹ nhàng để cho chúng ta có thể di chuyển di động rồi. Bên cạnh đó thì cũng khá là mỏng nữa. À, và ngoài ra thì đối với chiếc Dell Latitude 5400 này thì mang đến cho chúng ta một cái màn hình có thể gập mở 180 độ được. Thì để cho chúng ta sẽ có thể dễ dàng trao đổi trong công việc khi mà chúng ta làm việc với chiếc Dell Latitude 5400 này với đồng nghiệp chẳng hạn. Đó. À, ngoài ra thì đối với một cái màn hình với chất lượng hiển thị vừa phải, độ sáng cũng vừa phải, hơn 250 nits thì đủ để cho chúng ta có thể làm việc với môi trường ánh sáng khác nhau và màn hình full HD tấm nền IPS nữa. Nên là các bạn không phải lo lắng về cái vấn đề gọi là bị hiện tượng lóa khi mà sử dụng ở ngoài trời đâu. Đối với chiếc Dell Latitude này thì chúng ta cùng đến với điểm cộng thứ hai, đến từ vấn đề cổng kết nối thì nó mang đến cho chúng ta một hệ thống cổng kết nối đầy đủ trong một chiếc laptop mỏng nhẹ với cổng USB Type A này, một cổng Thunderbolt này, cổng USB Type A này, một cổng USB C này, một khe thẻ micro SD và cổng HDMI để cho chúng ta có thể trình chiếu nữa và điểm cộng thứ ba đến từ vấn đề bàn phím thì đối với đối tượng mà sản phẩm này hướng đến nó chính là doanh nhân thì chúng ta cần phải sử dụng đến bàn phím khá là nhiều hoặc là các bạn học sinh sinh viên cần dùng word excel powerpoint này à, thì cái việc mà gõ nhiều với một thao tác gõ rất là nảy hành trình phím sâu và layout phím được bố trí hợp lý bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn một ấn tượng nữa đó là không có hiện tượng gây mỏi khó chịu khi mà chúng ta sử dụng cái bàn phím này trong nhiều giờ liên tục à, nên là đây sẽ là một cái điểm cộng rất lớn dành cho cái sản phẩm này nó hướng đến đúng cái đối tượng 何 mà cái chiếc Dell Latitude 5400 này hướng đến nữa. Và ngoài ra thì nó được hỗ trợ một cái hệ thống tản nhiệt cũng khá là ngon. À, khi mà chúng ta sử dụng trong nhiều giờ liên tục thì cái hiện tượng bị nóng lên quá nhiều ấy thì nó cũng không xảy ra trên chiếc Dell Latitude 5400 này đâu. À, và đương nhiên với cấu hình bộ vi xử lý Intel Core i5 thế thứ 8 dòng chip U thì đối với chiếc Dell Latitude 5400 này thì sẽ mang đến cho chúng ta đầy đủ những cái tác vụ văn phòng làm việc mượt mà. Và bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta có những cái tác vụ đồ Đồ họa chỉnh sửa ảnh thỉnh thoảng thôi. Trên cái sản phẩm này hoặc là chơi game à, với tần suất nó thấp một chút thì à, đây cũng sẽ là một sự lựa chọn dành cho các bạn đáp ứng đầy đủ được nhu cầu đó. Và cuối cùng đó chính là sản phẩm này cũng hỗ trợ sạc nhanh và thời lượng pin của nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 7 đến 8 tiếng. À, và đối với sản phẩm này thì chỉ có một duy nhất một điểm mà mình cảm thấy chưa thích lắm đó chính là vấn đề loa của nó chưa được gọi là hay thôi. À, tuy nhiên trong tầm giá này thì à đổi lại nó đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều ưu điểm rồi thì cái việc mà loa không hay thì chúng ta sẽ có thể khắc phục bằng cái việc gọi là có một cái chiếc tay nghe hay là có thể à, đáp ứng được cái nhu cầu đó rồi sau khi chúng ta đã bắt đầu với hãng Dell Latitude thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phân khúc cao cấp hơn vẫn là dành cho những laptop doanh nhân đó chính là chiếc uh, ThinkPad X1 Carbon Gen 7 thì đây là một chiếc Ultrabook với thiết kế bên ngoài rất là đơn giản nhưng nó đổi lại sẽ có một cái cân nặng cực kỳ nhẹ nhàng thôi chỉ khoảng 1,1 kg và nó nó rất là mỏng luôn khi mà chúng ta sử dụng chiếc uh, ThinkPad x 1 carbon gen 7 này thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy được rõ ràng rằng là nó là một sự thay đổi và một sự gọi là sang trọng đến từ một chiếc laptop Ultrabook cao cấp. Toàn bộ phần thân máy thì được làm bằng khung Maze nên là sự chắc chắn là điều hiển nhiên rồi. Và đặc biệt là đối với các dòng ThinkPad thì chúng ta cũng chẳng còn nghi ngờ gì đối với những cái hiện tượng ví dụ như là flex các kiểu các thứ thì không hề có xuất hiện. Và bên cạnh đó thì đặc trưng đến từ dòng ThinkPad thì chúng ta không thể không kể đến đó chính là bàn phím. Nó vẫn luôn mang đến cho chúng ta một hành trình phím rất sâu và layout phím thì hợp lý. Và khi mà các bạn trải nghiệm cái bàn phím của ThinkPad rồi ấy, thì mình đảm bảo luôn là khi mà sử dụng những cái bàn khác thì mình sẽ cảm thấy hơi không thích một chút. Đó, thì đối với chiếc ThinkPad 1 Carbon Gen 7 này thì nó mang đến cho chúng ta một cái màn hình 14 inch. Đương nhiên chất lượng hiển thị cũng độ ba phủ màu thì rất là cao rồi. À, và ngoài ra thì à, với một cái độ sáng cũng rất là ấn tượng nữa thì chắc chắn là đủ để cho chúng ta có thể làm việc. Chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa những cái hình ảnh cơ bản hay là làm những cái tác vụ liên quan đến màu sắc ấy thì rất là ok trên cái sản phẩm này. Và ngoài ra thì đối với chiếc ThinkPad 1 Carbon Gen 7 thì chúng ta sẽ có nhiều những cái điểm cộng nữa. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là vấn đề quạt tản nhiệt hoạt động rất là êm và chạy rất là mượt mà. Khi mà chúng ta sử dụng những cái tác vụ Word Excel, PowerPoint hay là những cái tác vụ uh, đồ họa liên tục ấy thì nó sẽ chỉ hơi nóng lên một chút ở phần kê tay thôi và không hề có hiện tượng nóng quá đâu. Nên là các bạn không phải lo lắng và bên cạnh đó thì đối với chiếc ThinkPad e một Carbon Gen 7 này thì cũng hỗ trợ đầy đủ kết nối cho anh em có thể làm việc và giải trí rồi. Thì đối với chiếc ThinkPad e một Carbon Gen 7 này thì chúng ta sẽ hỗ trợ bộ vi xử lý i5 thế từ 8. dòng chip U thì đã đủ đáp ứng nhu cầu của các bạn rồi rồi làm Word Excel rất là mượt mà Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có option khác i7 thế hệ thứ 8 hoặc là i7 thế hệ thứ 10 Thì đủ để cho anh em sẽ có thể làm việc thoải mái với những tác vụ nặng hơn Ví dụ đồ họa 2D trong nhiều giờ liên tục thì vẫn khá là ok Tuy nhiên thì sản phẩm này cũng có những cái nhược điểm đầu tiên là top part hơi bị nhỏ một chút Và thứ hai đó chính là vấn đề gọi là uh, mức giá của nó thì hơi đắt một chút Nếu mà nó hỗ trợ cạc rời thì uh, sẽ perfect hơn khá nhiều uh, Và đối với sản phẩm này thì uh, đương nhiên sẽ phù hợp với đối tượng uh, doanh nhân cao cấp hay là những ai mong muốn sử dụng một chiếc laptop bền bỉ nó 5 tháng này bên cạnh đó mỏng ngọn nhẹ này và ngoài ra thì vẫn khẳng định được đẳng cấp thì đây sẽ là một sự lựa chọn dành cho các bạn và tiếp theo có vẻ như là chúng ta không thể ngó lơ để được dòng ThinkPad nữa rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm thứ ba đó chính là chiếc ThinkPad P43s đối với thiết kế của chiếc ThinkPad P43s này thì nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế mỏng nhẹ cơ động và với một cái màn hình 14 inch và tấm nền chống chói IPS bên cạnh đó thì màn hình Full HD nữa thì đương nhiên sẽ đáp ứng được kha khá cái nhu cầu làm việc cũng như là học tập của các bạn trên cái sản phẩm P43S này à, khi mà chúng ta không cần quá nhiều về màn hình, cũng không cần màu sắc quá chính xác hay quá rực rỡ thì đối với chiếc P43S này thì nó đã đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn rồi và bên cạnh đó thì nó còn hỗ trợ chống chói nữa, các bạn có thể làm việc thoải mái ở mọi môi trường khác nhau. Đối với chiếc P43S này thì nó lại có một cái điểm nhấn mạnh đến từ loa loa thì nó mang đến cho chúng ta một cái âm bass khá là rõ, chi tiết và mạnh. Chấm điểm thì mình sẽ chấm khoảng 8 trên 10 điểm và Đối với một sản phẩm ở phân khúc này thì cũng khá là khó để có một sản phẩm có chất lượng loa mà à, ngon được như P43S đó. Nên là các bạn hãy nhớ lưu ý nếu mà ai thích một chiếc loa ngon trên một chiếc laptop nhá. Thì đối với chiếc P43S này thì chúng ta cùng đến luôn với hiệu năng thì nó sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 8 dòng chip U. À, mặc dù là dòng chip U thôi nhưng các bạn vẫn có thể edit video full HD hoặc là 4K. Tuy nhiên thì có hơi hiện tượng hơi lác lác một chút nhưng mà mình nghĩ rằng nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đâu bởi vì đối với một dòng chip i bảy thế mới dòng chip U thì chúng ta sẽ có thể xử lý thoải mái các cái công việc đồ họa nhẹ nhàng, bên cạnh đó thì có thể làm những cái tác vụ văn phòng mượt mà rồi. Và đối với chiếc P43S này thì chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt tốt nữa và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng để làm những cái tác vụ edit video kéo dài ấy hoặc là chơi game thì nhiệt độ của nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng từ 50 đến 60 độ thôi. À, khá là ổn đúng không? À, và bên cạnh đó thì khi mà các bạn chơi game thì các bạn có thể chơi được những cái tựa game ví dụ như là liên minh huyền thoại FIFA Online ok hoặc là các bạn sẽ có thể chơi PUBG cũng được nhưng mà nên nhớ cài đặt ở mức setting vừa phải hoặc là mức setting thấp để có thể có một cái trải nghiệm mượt mà hơn nhá. Và đối với chiếc ThinkPad P43S này thì trước khi đi mua thì các bạn hãy nhớ à, nên cân chỉnh màu sắc cho ổn định một chút để có thể phục vụ cho nhu cầu làm việc của các bạn ok trong một thời gian khá là dài à, với một cái chiếc laptop bền bỉ như vậy. Đối với sản phẩm này thì sẽ phù hợp đối với những ai thì sản phẩm P43S này sử dụng cạc rời Caro y 7 thế hệ thứ 8 dòng chip U nó sẽ phù hợp đối với những ai làm để dựng video này 4K cũng được và Full HD thì vẫn quá ok và ngoài ra thì để làm những cái tác vụ đồ họa 2D 3D thì cũng đáp ứng được và ok và phân khúc sản phẩm này thì rơi vào tầm khoảng từ hơn 30 triệu ở đó để cho các bạn có thể xác định rõ ràng xem là mình có mức tiền bao nhiêu để có thể sở hữu một chiếc laptop như thế nào sẽ hợp lý. Và sau chiếc P43S này thì chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm thứ tư và để xem sản phẩm thứ tư sẽ đến từ hãng nào nhá. Tada, lại đến với một sản phẩm đến từ dòng ThinkPad nữa. Đó chính là chiếc T490S. Thì đối với chiếc T490S này thì nó vẫn mang đến cho chúng ta một đặc trưng đến từ dòng ThinkPad, không hề bám vân tay về cái chất liệu ngoài ra thì độ chắc chắn và bền bỉ thì quá ok rồi. Và đối với chiếc T490 này thì nó mang đến cho chúng ta một cái cân nặng chỉ khoảng 1,4kg thôi à, Rất là di động đúng không Để cho chúng ta sẽ có thể à, làm việc ở mọi môi trường khác nhau Và ngoài ra nữa Một cái điểm mà mình nghĩ rằng không thể không nói đến Đến từ các dòng ThinkPad đó chính là chế độ bảo mật Thì à, đối với chiếc T490 này Thì nó hỗ trợ ba lớp bảo mật Đủ để cho chúng ta sẽ có thể à, bảo mật những cái tài liệu mà chúng ta cần phải uh, giữ kín này thì uh, chiếc uh, T490 này sẽ là một sự lựa chọn dành cho các bạn. Thì đối với chiếc T490 này sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5 thế thứ 8 dòng chip U. Đối với sản phẩm này thì vì được trang bị một cái hệ thống tản nhiệt êm ái nên là hiệu năng của nó cũng được bung tỏa khá là tốt. Ngoài ra thì sẽ có thể chỉnh sửa cắt kép video cơ bản hay là chỉnh sửa ảnh cơ bản thì chiếc T490 này cũng có thể đáp ứng được cho các bạn. Và một điểm cộng nữa đến từ chiếc T490 này ở một phân khúc khá là cao. Cấp, Cấp, thì nó mang đến cho chúng ta một cái màn hình ngon với chất lượng hiển thị khoảng hơn 92% srgb và hơn 60% rgb và đương nhiên với một màn hình như vậy thì sẽ rất là phù hợp đối với cái đối tượng mà sản phẩm này hướng đến đó chính là những ai làm đồ họa làm nhiều về màu sắc của hình ảnh thì màn hình này sẽ rất là phù hợp rồi đúng không? Thì đối với chiếc T490 này thì chúng ta sẽ có thể đáp ứng được những nhu cầu đồ họa cơ bản và ngoài ra thì doanh nhân hay là những ai bán hàng thì cũng khá là phù hợp đối với chiếc T490 này và đặc biệt biệt là những ai làm đồ họa quá chuyên nghiệp ví dụ như là làm đồ họa 3D chẳng hạn, cần phải dựng hình tạo hình với cường độ nhiều thì chiếc T490 này cũng chưa phải là một sự lựa chọn dành cho các bạn đâu nhá. À, nên là các bạn hãy nhớ lưu ý vấn đề này. À, và đối với sản phẩm T490 này thì mình chỉ có một điểm trừ duy nhất, đó chính là vấn đề loa của nó thì chưa được tối ưu cho lắm. À, và đương nhiên thì mình cũng không sử dụng quá nhiều đến vấn đề loa ấy, nên là đây cũng sẽ là không phải một vấn đề gì đối với cá nhân mình. À, và trên đây là bốn sản phẩm mà mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay và sản phẩm mới về của cửa hàng và các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này hay là các bạn có thắc mắc gì thì hãy nhớ chia sẻ phần comment bên dưới video Và nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh youtube của Thinh Pro cũng như là like fanpage của Thinh Pro nhá Bye bye